Tử vi thứ 6 ngày 18 tháng 3 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc, sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Một Tử vi cung Bạch Dương, 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4, xem bói tử vi thứ 6 ngày 18 tháng 3 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương có một tinh thần thoải mái trong ngày thứ 6 này. Có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ như những gì bạn dự định. Bạn sẽ không còn phải lo lắng về các vấn đề phát sinh trong thời gian này nữa đâu nhé tình hình tài chính của cung hoàng đạo này cũng tương đối ổn định nhé những khoản thu chi cân bằng đúng như những gì mà bạch dương đã lên kế hoạch từ trước đấy rồi nhé thể trạng sức khỏe của bạn cũng đã được cải thiện hơn rất nhiều so với thời gian trước đấy rồi việc duy trì chế độ sinh hoạt khoa học và điều độ đã mang tới hiệu quả rất nhiều cho cơ thể của bạn nhé con số may mắn của Bạch Dương ngày 18 tháng 3 năm 2022 là 35 và 60. 2. tử vi cung Kim Ngưu, 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5, tử vi thứ 6 ngày 18 tháng 3 năm 2022, Kim Ngưu sẽ phải nhiều chuyện rắc rối trong hôm nay. Tất cả điều đó đều sẽ chính là hậu quả từ những quyết định vội vàng và nhanh chóng của bạn từ trước đấy. Mọi vấn đề đều đang rối ren và điều bạn cần làm là hãy thật sự bình tĩnh. Đây sẽ không phải là lúc cung hoàng đạo này có thể thoải mái chi tiêu đâu đấy nhé, bạn cần học cách để tiết kiệm hơn nữa và hãy chỉ chi tiêu cho các đồ dùng thật sự cần thiết thôi đấy nhé. Những khoản tiền dự phòng sẽ giúp ích cho Kim Ngưu vào thời điểm quan trọng này. Những bạn còn đang độc thân bởi vì sự bận rộn trong chuyện công việc mà đã vô tình quên đi việc tìm kiếm cho mình một đối tượng phù hợp để yêu đương rồi đấy nhé. Việc cung hoàng đạo này thờ ơ trong vấn đề này sẽ khiến cho bạn phải cô đơn trong một thời gian khá dài đó. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 18 tháng 3 năm 2022 là 22 và 56. 3 tử vi cung song tử 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6 theo tử vi ngày mới nói rằng song tử sẽ trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Cung hoàng đạo này sẽ dễ cảm thấy bị tổn thương bởi vì những lời nói có phần vô tâm của đối phương. Có vẻ như đối phương sẽ không để tâm gì đến những cảm xúc của bạn cả đâu. Cung hoàng đạo này không còn mấy hứng thú gì với công việc trong ngày này song tử không thể tập trung tinh thần để mà làm việc được hiệu quả có lẽ bạn nên để cho đầu óc của mình được thảnh thơi hơn và tìm lại động lực cho bản thân nhé lười vận động sẽ chính là nguyên nhân khiến cho cơ thể của cung hoàng đạo này sẽ trở nên nặng nề hơn rất nhiều đấy nhé hãy tìm cho bản thân mình một môn thể thao phù hợp và một số bài luyện tập để tập luyện hàng ngày giúp tăng cường sức khỏe của mình nhé con số may mắn của song tử ngày 18 tháng 3 năm 2022 là 32 và 89. 4. Tử vi cung Cự Giải, 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7, bói tử vi 12 chòm sao nói rằng Cự Giải sẽ thể hiện được điểm mạnh của mình và ghi điểm trong mắt của mọi người cung hoàng đạo này sẽ nhanh chóng hoàn thành được tất cả mọi nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất các thành công mà bạn đạt được sẽ gây được sự ấn tượng rất lớn với cấp trên và đây sẽ là nền tảng giúp cho bạn có thể phát triển hơn nữa về phương diện tình cảm mối quan hệ giữa những cặp đôi sẽ trở nên hài hòa hơn trước rất nhiều cả hai luôn luôn biết dành cho đối phương những sự quan tâm chăm sóc do đó mà tình cảm sẽ ngày càng trở nên thắm thiết hơn nhiều với số tiền có trong tay, rất khó để bạn có thể đưa ra những quyết định chi tiêu trong những ngày như thế này. Chưa kể tròm sau này vẫn có thể để ra một khoản tích lũy nho nhỏ để phòng tránh những trường hợp khẩn cấp nữa đấy nhé. Con số may mắn của cự giải ngày 18 tháng 3 năm 2022 là 64 và 90. Năm tử vi cung sư tử, 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8, sư tử sẽ có những hành động hồ đồ, thiếu suy nghĩ để rồi phải gặp những sai sót không đáng có chút nào cả. Sự tự tin thái quá của cung hoàng đạo này sẽ chính là nguồn cơn của các quyết định nóng vội. Điều đó sẽ mang đến cho bạn rất nhiều sự rắc rối lớn, khó giải quyết đấy nhé nhất là trong vấn đề về tiền bạc bạn không nên quá vội vàng nghe theo những lời ngon ngọt của kẻ gian mà bỏ tiền ra đầu tư hoặc là mua bán cung hoàng đạo này còn có thể chỉ đang mang lại sự thiệt hại về mình mà thôi đấy về phương diện tình cảm mối quan hệ giữa cả hai bạn đang có phần xa cách hơn trong thời gian này hai người đang dành sự quan tâm của bản thân cho công việc hoặc là những sở thích cá nhân mà quên đi việc quan tâm với đối phương rồi đấy nhé con số may mắn của sư tử ngày 18 tháng 3 năm 2022 là 02 và 38. 6. Tử vi cung Sử nữ, 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9, tử vi phương Tây 12 cung hoàng đạo cho thấy Sử nữ rất khó để kiểm soát được những cảm xúc của mình trong ngày này. Cả hai chỉ vì những bất đồng trong quan điểm mà xảy ra sự tranh cãi và mâu thuẫn liên tiếp nếu như bạn chịu nhún nhường thì tình hình đã không căng thẳng đến vậy về phương diện công việc dù cho mọi việc đang không được tiến triển như những gì mà bạn mong đợi thì chòm sao này cũng đừng quá vội vàng bỏ cuộc hay nổi nóng nhé hãy nỗ lực nhiều hơn nữa rồi thành công chắc chắn sẽ mỉm cười với bạn mà thôi sử nữ cần phải dành nhiều thời gian hơn nữa cho bản thân mình đấy nhé một giấc ngủ ngon sẽ giúp cho cung hoàng đạo này có thể sớm lấy lại được nguồn năng lượng đã biến mất. Con số may mắn của xử nữ ngày 18 tháng 3 năm 2022 là 10 và 82. 7. Tử vi cung thiên bình, 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10, thiên bình đang có được cơ hội tỏa sáng với tài năng của mình các ý tưởng của chòm sao này sẽ nhận được những phản hồi tốt đẹp từ phía mọi người xung quanh bạn cần phát huy tính sáng tạo của mình đây sẽ chính là cơ hội để chòm sao này có thể bứt phá hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình đấy nhé về phương diện tình cảm những bạn còn đang độc thân sẽ có được cơ hội tìm thấy nhân duyên của mình qua các buổi họp mặt với bạn bè hai bạn sẽ trò chuyện một cách rất tâm đầu ý hợp như là đã từng quen nhau lâu rồi vậy túi tiền rủng rỉnh trong tay, cung hoàng đạo này có thể thoải mái chi tiêu mà sẽ không cần đắn đo suy nghĩ gì nhiều cả. Thế nhưng một khoản tích lũy nho nhỏ sẽ giúp cho thiên bình rất nhiều trong những lúc nguy cấp nhé. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 18 tháng 3 năm 2022 là 32 và 67. 8 tử vi cung bọ cạp 24 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11 bọ cạp sẽ nổi bật và đầy thu hút trong ngày thứ sáu này. Nét hấp dẫn của cung hoàng đạo này sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác. Chắc hẳn cung hoàng đạo này sẽ nhận được lời tỏ tình ngọt ngào trong hôm nay. Hãy thử mở lòng và tiếp nhận tình cảm của những người xung quanh bạn nhé không khó để chòm sao này có thể hoàn thành được các nhiệm vụ trong ngày thứ sáu này với tài trí của mình dù là trông gai thử thách thế nào bọ cạp cũng có thể dễ dàng và nhanh chóng vượt qua được với một tinh thần hứng khởi giúp cho ngày mới của bọ cạp sẽ thêm phần tươi vui và năng động hơn rất nhiều chưa khi nào bạn lại cảm thấy khỏe khoắn và tràn đầy sức sống như hiện tại con số may mắn của bọ cạp ngày 18 tháng 3 năm 2022 là 56 và 89. 9. Tử vi cung nhân mã, 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo chỉ ra rằng nhân mã là tiếp người thiếu sự kiên nhẫn, dễ hành động bộc phát sự vội vàng hấp tấp của chòm sao này rất có thể dẫn tới hậu quả không thể lường trước do đó bạn cần cố gắng giữ bình tĩnh và xem xét mọi khía cạnh của vấn đề khi mà cần phải đưa ra quyết định đấy nhé có vẻ như cung hoàng đạo này sẽ phải tốn rất nhiều tiền trong ngày hôm nay đấy nhé các khoản chi phát sinh sẽ không thể nào đoán trước được khi ấy những khoản dự phòng sẽ chính là cứu tinh cho nhân mã đấy nhé việc bạn thể hiện sự thờ ơ thiếu quan tâm sẽ chính là nguyên nhân khiến cho nửa kia của mình trở nên buồn phiền hơn nhiều đấy nhé. Chỉ đơn giản là một lời hỏi thăm, động viên, chia sẻ của nhân mã cũng sẽ đủ để sưởi ấm trái tim cho đối phương rồi. Con số may mắn của nhân mã ngày 18 tháng 3 năm 2022 là 21 và 46. 10. Tử vi cung ma kết 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1 tử vi ngày mới 12 tròm sao cho biết tâm trạng ma kết đang có phần đi xuống, sự buồn bã chán nản hiện trên khuôn mặt cung hoàng đạo này. Những lúc cô đơn như thế này, trái tim của bạn sẽ khao khát yêu thương. Hãy phá bỏ rào cản do chính mình tạo ra bằng cách mở trái tim mình nhé. Với nguồn thu hạn hẹp sẽ khiến cho cung hoàng đạo này gặp phải rất nhiều sự khó khăn, mà kết sẽ phải đau đầu để cân đối những khoản chi tiêu một cách phù hợp nhất có thể. Có lẽ bạn nên tìm kiếm cho mình những cơ hội mới để gia tăng nguồn thu nhập nhiều hơn nhé. Áp lực công việc một cách dồn dập sẽ khiến cho tình trạng sức khỏe của chòm sao này phải giảm sút đi rất nhiều đó nhé. Mà kết nên dành thời gian để có thể nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Một giấc ngủ sớm sẽ giúp cho cơ thể và tinh thần của bạn được minh mẫn hơn rất nhiều đấy nhé. Con số may mắn của ma kết ngày 18 tháng 3 năm 2022 là 87 và 90. 11, tử vi cung Bảo Bình, 20 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2, Bảo Bình sẽ rất khó để giấu đi niềm vui của mình trong ngày hôm nay sau những sự cố gắng và nỗ lực cuối cùng chòm sao này cũng chờ được đến ngày gặt hái thành quả rồi nhé những thành công đó sẽ chính là phần thưởng xứng đáng cho sự vất vả của bạn trong suốt thời gian vừa qua mối quan hệ giữa cả hai bạn vẫn đang có những bước tiến rất lớn trong khoảng thời gian này bạn và đối phương sẽ có thể tính đến chuyện về chung một nhà và cùng nhau vun đắp hạnh phúc rồi đấy nhé có vẻ như là cơ hội kiếm tiền đang xuất hiện ngay trước mắt Bảo Bình rồi đấy nhé, cung hoàng đạo này hãy nhanh chóng nắm bắt. Chỉ cần sự nhanh nhạy và linh hoạt cũng sẽ đủ để Bảo Bình có thể thu tiền về đầy túi cho mình. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 18 tháng 3 năm 2022 là 11 và 65. 12 từ vi cung Song Ngư, 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3, Song Ngư rất khó để giấu được tài năng nghệ thuật và sự tinh tế của bản thân. Sự sáng tạo của cung hoàng đạo này sẽ chính là điểm nhấn mạnh mẽ trong hôm nay. Các ý tưởng của Song Ngư càng ngày càng tỏa sáng hơn nhiều. Bạn rất xứng đáng nhận được sự tín nhiệm của tất cả mọi người. Song Ngư sẽ không lo lắng gì nhiều về phương diện tiền bạc trong ngày này. Không những không mất tiền mà cung hoàng đạo này sẽ còn có được cơ hội nhận được khoản tiền bất ngờ do có một ai đó cho tặng hoặc là do bạn trúng thưởng ở một trò chơi nào đó. Về phương diện tình cảm, có vẻ như những cuộc tranh cãi nho nhỏ sẽ chính là gia vị tô điểm cho tình yêu của song ngư thêm màu sắc hơn đấy nhé. Bạn không nên vì vậy mà phiền não đấy nhé. Cung hoàng đạo này hãy suy nghĩ tích cực hơn về những chuyện đã xảy ra giữa cả hai người nhé.